Chào các bạn, hôm nay Cờ Lao Vắt sẽ giới thiệu các bạn đến mẫu sản phẩm đồng hồ thể thao Designer. Đây là mẫu đồng hồ thể thao được bán rất là chạy của số mình. Các bạn có thể thấy chiếc đồng hồ này với hai tông màu chủ đạo là xanh và đen, khá là bắt mắt và cá tính, dễ dàng phối hợp với mọi trang phục. Các bạn có thể thấy chi tiết chiếc đồng hồ này. Và hôm nay mình muốn test khả năng chịu lực và chịu nước chiếc đồng hồ này, các bạn cùng xem nhé. Đầu tiên mình sẽ test khả năng chịu lực của chiếc đồng hồ này, mình sẽ đập thật mạnh với bàn cho các bạn sẽ kiểm chứng. Các bạn thể thấy dù mình đập mạnh đến như thế nào thì mặt đồng hồ hay các góc quạnh của đồng hồ đều không có hề hấn hay móp méo, chảy xước gì. Các bạn có thể xem. Nên các bạn yên tâm khi bạn có thể va quệt hay đánh rơi hay là có bất kỳ sự cố xảy ra thì với khả năng chịu lực của em nó. Và tiếp theo thì mình sẽ test khả năng chịu nước của em nó nhé. Các bạn thôi, mình sẽ xả thẳng nước vào mặt chiếc đồng hồ này. Mình sẽ để cho nước ngập luôn nhé. Đây, các bạn thấy dù mình xả nước thẳng vào mặt đồng hồ hay là ngâm nước thì chiếc đồng hồ này vẫn hoạt động bình thường và không hề có sự cố nào xảy ra cả. Đấy, các bạn có thể nhìn rõ. Tiếp theo là đến dây đồng hồ với chất liệu silicon cao cấp chống thấm nước. Thì chống thấm nước nhờ vậy nên là cái khả năng giữ màu của màu này rất là tốt. Nên dù các bạn có đi mưa hay rửa tay theo năm tháng thì màu của em nó vẫn sẽ như lúc đầu. Vâng. Với một chiếc đồng hồ chịu lực tốt, chịu nước tốt và khoe được cá tính của bạn thì các bạn còn chờ đợi gì nữa mà không để lại ngay số điện thoại để bên mình có thể liên hệ và giao hàng trực tiếp đến tận tay các bạn. Thêm vào đó thì bên mình hiện tại đang có rất nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng nhân dịp đầu năm và số lượng có hạn nên các bạn nhanh tay lên nhé.